Giòn. Đây là tiếng vua nè cả nhà. Nãy giờ mình ngâm với lại nước ấm đó thì nó sẽ nở nhanh hơn là mình ngâm với lại nước nước lạnh nha. Nước ấm á thì nó có chừng 30 phút là nó nở ra được như vậy nè. Tại vì mình không biết mua cái tươi ở đâu nên là mua cái khô về mình sẽ ngâm ra. Mình sẽ đi dắt cái nước này ra cho nó bớt cái vị hăng của nó một chút xíu. 100 gram mà nó nở rồi cả nhà ơi. Ủa gì hả, 200 gram nữa. Đó cả nhà ơi, thì cái này là mực trứng đó cả nhà. Mập kêu là để nguyên con mắt và nguyên cái gan mực cho mập nha. Mình sẽ đem đi hấp và ăn với mì và rau tiếng vua đó. Chút xíu đường và một miếng ớt. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Phước của Mập nha. Hôm nay Mập lại tiếp tục ăn mì gói cả nhà. Nhưng mà mì gói hôm nay thì nó cũng hơi đặc biệt. Tại vì Mập ăn với lại mực trứng này cả nhà. Rồi một loại rau rất là lạ lẫm luôn. Có lẽ nhiều người cũng biết rồi và nhiều người cũng chưa biết cả nhà. Thì hôm nay Mập cũng muốn giới thiệu với cả nhà. Đây là rau tiếng vua nha. Đó. Rau này bữa giờ đang hot ở trên top top lắm luôn cả nhà. Mập thấy nó ăn nó giòn giòn á, thú vị. Nên Mập cũng muốn review nó ra làm sao hẳn đúng trend luôn cả nhà. Đó, thì trước khi ăn Mập sẽ tu miếng nước. Đã quá. Ăn mì gói mà ăn cái kiểu này á thì giống như là ở ngoài mấy người mà người ta đi tàu quá cả nhà. Đó. Thì bây giờ Mập sẽ ăn cái mực trứng nha. Mực trứng này thì Mập mua bên Thái nhà biển đó cả nhà. Đây, mời cả nhà nha. Cái này là nước mắm. Còn cái này là nước chấm chân gà ở nhà Mập nè. Trứng hầm nữa nè. Một đèn gáo bà tay nè. Vướng víu quá. Mì gói rồi cả nhà. Ăn thử cái rau này nha. Thấy mấy bạn trên TikTok ăn giò Mập cũng ăn lần đầu tiên á. 500.000 một gói, 450 một ký đó cả nhà. Nó lạc, nãy Mập ăn thử rồi nó lạc chứ không có mặn gì chứ. Ừ.
giòn. Thử bữa kìa. Gao tiếng vua, cái nghe cái tên là nó đã nói lên tất cả rồi cả nhà. Khổ tay. Cái màu trắng á, mà nó cũng giòn giòn á. Con biển không? Ừ, cái đó đó hả? Còn cái này là, nó là một cái cây đó nha. Ừ, nó có cái mùi lắm vậy á. Nó kiểu như măng tây vậy mà nó cao lắm. Thế người ta chẻ ra, xong rồi người ta phơi khô, người ta để người ta bán 45.000 lạng. Thế này mà mua trong tiệm được quá. Nó nói nè, cái này là xào thịt bò rồi đó mấy em. Rồi làm gỏi rồi. Làm nước sốt đồ ăn ngon lắm. Nước sốt cái mình sốt lên đó. Rồi cái gì nè. Người ta làm gan bò ngâm như này nữa. Giòn. Hai lạng 90.000 mập ngâm ra bao nhiêu đây nè. Cái này phải chấm vô nước mắm ăn mới ngon, giống như mình chấm ga vậy, đâu có mặn đâu. Cái này nó đặc nhất nè. Một cái nó giòn, nó thơm thơm. Không có mặn. Hôm nay gặp tiếng vua nhân vật chính trong clip luôn rồi. Nói chứ mực. Thêm mắm nè. Đen không? Miệng đen không? Cái này nè, người ta nói công dụng của nó là kiểu như là sao ta tốt cho tim mạch đồ này kia cả nhà. Nhưng mà Mập cũng không tin điều đó cho nhiều lắm nha cả nhà. Nhưng mà nghe nói tiếng vua thì chắc cũng nó cũng tốt cái gì á. Anh nghĩ Sài Gòn chắc không có tươi đâu. Nó giòn một cái luôn á. Nó giòn mà nó đẹp nhất à. Mình phải xả qua nhiều nước đó coi nhà. Còn không thì nó sẽ có cái mùi hơi nặng của cái dao này nè. Còn mực trứng nè. Là chữ hái của nó là khi mà người ta bắt lên á là người ta rửa qua rồi người ta cấp đông luôn đó, và đó là người ta hấp nguyên con người ta ăn. Nói là không có gì mà qua nước biển được, nước biển là kiểu như là nó diệt khuẩn đồ này kia thôi. Mà lâu lâu ăn lần. Trứng. Nãy em thấy nhiều cái.
coi mấy kênh mà mấy anh đi biển, thấy người ta ra biển người ta nấu mì ra, còn người ta ăn mực thì người ta chấm nước mắm. Ừ. Thầy, em đang thịnh. Biết làm ăn được con mực tại biển không? Phải chấm, không chấm là nó dịch lạc nhất à. Nó dọn cứu gì lạ kỳ lắm đó nha. Quá mê cái mực này. Sáng hôm nay Mập có nhiều bạn hỏi đó, tại sao Mập không đi chung với lại Hùng với lại chị Nga ra ngoài Bình Định, ra ngoài Sơn Dược đó nha. Thì ban đầu thì ý định là kế hoạch là cũng đi đó, nhưng mà có một lý do là chuyện cá nhân đó nha, với lại Mập có việc gia đình đó, nên thôi Mập không có đi, để hàng dịp khác nữa nha. Ngon quá. Nãy giờ mình kiếm cái dao nào nó giòn mà nó tương tự cái này á, để Mập diễn tả cả nhà coi. Mà không biết cái dao làm. Nó rất giống một cái loại, đó là củ cải muối cả nhà. Nhưng mà cái này nó không có mặn. Như củ cải muối á, người ta cũng để khô á. Phải không ta? Y chang vậy luôn á. Mấy kem hấp này à, một cái gữ.
Cái này nghe được độ giòn đó không ta? Nước ở nhà không biết chỗ mua thì ở nhà có thể lên Tớp Tớp hoặc là ra mấy tiệm tạp hóa lớn á nha, chắc người ta có bán á. Ngon quá. Cái này 2 lạng, 5 g ăn cả lạng cũng hết. Chấm thử miếng muối này kìa. Rồi mập ăn á, cái mập nói mấy kia mà sao nó đặc nhất rồi. Cái mấy kia nói là rau nào mình không lẹt. Rau chén vua bây giờ mình không có làm vô mà mình cũng được ăn nữa cả nhà. Đúng không, phải nói là không thời nào sống mà sướng bằng thời bây giờ. Giống như hồi xưa là bào ngư di cá là vua chúa mới được ăn, còn bây giờ mấy người thường thường cũng được ăn đó nha.
yến xào được này kia. Yêu cầu á, chỉ với một điều kiện thôi, thì mình phải làm việc chăm chỉ, mình kiếm ra nguồn thu nhập ổn định thì mình muốn ăn gì mình ăn thôi. Còn hồi xưa coi phim á, nhiều khi cái món đó mà người ta có tiền thiệt là nhiều người ta cũng không ăn được, tại vì món đó là chỉ dành cho vua chúa thôi, là có nhiều cống nạp lên hết rồi nghe nha. Thôi mà ăn con mực nữa đây cả nhà. Anh không tin là cái dĩa này nãy 1,5 kg. Không có, chắc em ăn mấy con rồi đúng không? Em cũng quên đó. Em quên chị em ăn. Chắc tới đoạn này cả nhà chắc cũng ít ai nén lại để xem tới đoạn này lắm. Nhưng mà muốn bật mí cả nhà là sắp tới đây sẽ có một điều bất ngờ lớn trên kênh của Mập nha. Thì lớp đó Mập sẽ chia sẻ ở nhà. Không. Vô chúc mừng điều bí mật. No. Thật sự no thiệt luôn á. Cái dao này nè cả nhà, nó hơi bị chất lượng nghe cả nhà, ăn vô kiểu như là nó cũng góp phần thêm cái sự nặng bụng á cả nhà, tại vì nó là kiểu như là nó chắc á, nhưng mà một cọng vậy nè đó. Thì nói chung thì hôm nay Mập đủ trên Mập review cái gạo tiếng vua cả nhà đó, với lại hôm nay Mập ăn mì với lại mực trứng. Thì Mập mong là cả nhà sẽ ủng hộ cái món ăn hôm nay của Mập nha. Và đồng thời nếu mà cả nhà thích Mập nè thì cho tiếp một like nha. Và thí dụ như cả nhà có muốn gợi ý Mập có món ăn nào để cho sắp tới Mập sẽ ăn cho cả nhà xem á, thì cả nhà bình luận phía bên dưới phần bình luận nha cả nhà. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh á thì đăng ký kênh ủng hộ Hằng Mập Food nha. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, một kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai. Bye bye.